À, cái thờ khóa lễ phật này giết giống như mình lễ phật giết giống như ghiền để ý rõ ràng đây là chính những đức khi lễ phật cảm nhận được chỗ này những thờ khóa tu này thí dụ như à, buổi nào bị bận mà quý vị mà không lên tu được giống như quý vị đang bị thiếu thuốc đây là cái cảm giác này. À, một tháng mấy nay những đức dụng công tu thấy rõ ràng luôn nghĩa là tự nhiên tới giờ mình phải lên mình tu nếu buổi nào mà không tu là sẽ thiếu mà những đức bây giờ có được thời gian là dụng công suốt luôn không có bị trở ngại gì hết ừ. nên à, mình duy trì được chỗ này là tuyệt vời lắm à, tất cả những người niệm phật à, cầu sanh cực lạc của chúng ta phải nhớ điều này quý vị điều này rất quan trọng mọi người niệm phật của chúng ta phải xác định là mình niệm phật để đi theo ai chỗ này là chỗ rất quan trọng những đức cùng với vị là như bạn đồng tu cùng niệm phật cầu sanh cực lạc thì cũng gọi là cái đầu kéo đi dẫn đầu đi nhưng mục tiêu dẫn đầu của chúng ta là đi theo Phật A Di Đà chỗ này quý vị phải công nhận và phải nhớ cho thật kỹ nha và những đức là người dẫn đầu những đức cũng đi theo Phật A Di Đà và quý vị cũng có thể dẫn đầu đi theo Phật A Di Đà Ở trong chúng ta kẻ trước người sau cũng là mục tiêu đi theo Phật A Di Đà nên khi quý vị đã gặp được không môn niệm phật dù là ai dẫn quý vị đi gặp không môn niệm phật nhưng quý vị phải nhớ một điều là quý vị niệm phật đi theo phật a di đà chứ không để một người nào thao túng mình hết những đức nói câu này là nói cái câu ví dụ nha nếu như một người trưởng đoàn dẫn quý vị đi niệm phật mà bữa nay họ thích người này thì đi theo người này ngày mai họ thích người kia đi theo người kia thì chỗ này vì nên suy nghĩ lại vì mục tiêu chúng ta là đi theo Phật A Di Đà có nghĩa là mục tiêu chúng ta là đi theo Phật A Di Đà nên chúng ta có quyền chủ động quyết định là mình niệm Phật đi theo Phật A Di Đà đây là cái đặc biệt mà quý vị không bị mà cái kiểu như bữa nay người ta điều chỉnh chỗ này ngày mai người ta điều chỉnh chỗ kia không cần thiết có nghĩa là mình khi không biết giống như câu nói là khi mê thầy độ, ngộ rồi tự độ. Mê là mình không biết đường nhưng mà khi ngộ là mình đã biết đường rồi. Mà đường đó là mục tiêu niệm Phật để đi về thế giới cực lạc. Thì chúng ta cứ duy trì mục tiêu của mình, niệm Phật đi về cực lạc. Thì vị nhớ cái câu là người dẫn quý vị đi cũng chưa chắc đi về trước quý vị. Quý vị để có những người làm cha, làm thầy Dù là dạy con, dạy học trò Nhưng chưa chắc thành công hơn con và học trò câu này là một trăm phần trăm có mà không? chỗ mục tiêu xuất khoát của cái người chúng ta là mục tiêu của chúng ta là phải duy trì thí dụ như bây giờ cái người mà giảng quý vị đi tu họ bữa nay họ thích đây thì họ đi đây mai thích kia đi kia bắt buộc quý vị đi theo như vậy chúng ta phải có chủ trương của chính mình không thể nào để cho cái người dễ thay đổi muốn dẫn mình đi đâu thì dặn và chúng ta đi với ai chúng ta phải nhìn nhận người đó Nhìn nhận người đó Thí dụ như người đó phải có chữ chung Con người thì ai cũng có sai Nhưng phải có chữ chung Không thể nào bữa nay đến với người này Không đến với người này rồi nói xấu người này Đi theo người kia Vì mai mốt không thích người kia nói xấu người kia Đi theo người khác Không lẽ mình phải đi theo những người vậy sao Không nên đây là những đức chia sẻ cho vị nghe để trong cuộc đời chúng ta phải có một chủ chuông chương có mục tiêu rất rất là chuẩn xác không thể nào lạc lối được những đức chưa bao giờ kia bị đi theo những đức vì bản thân những đức cũng nói tôi đi theo phật a di đà và tôi chủ trương tôi niệm phật cầu sanh cực lạc nên ai thích cùng dụng công tu với tôi thì tôi cùng tu với vị thôi và chúng ta đều xuất phát đó là mục tiêu đi theo phật a di đà đó là quý vị nghe rất rõ ràng rất dễ hiểu nghe à, chứ chúng ta không thể nào nói ai, ai, ai gánh ai được đâu đó đó là một một điều rất quan trọng và điều thứ hai của này rất quan trọng nghe nè cái này rất quan trọng nè cái vì nhớ là bổ nguyện đức phật a đà nói rằng niệm danh hiệu ta ta tiếp dẫn người niệm phật được giảng sanh hay không là do tính nguyện hay không tính là tin bổ nguyện của phật nguyện là cầu sanh cực lạc chỉ tin vào bổ nguyện của phật và chỉ đúng một nguyện đó là cầu sanh cực lạc Người như vậy niệm Phật Thì chắc chắn giảng sanh Tổ sư đã nói là Người niệm Phật được giảng sanh hay không Là do có tính nguyện hay không Còn phẩm vị cao hay thấp Là tính vào công phu sâu hay cạn Đây là lời nói tông chỉ của tịnh Độ Tông Tông chỉ rồi Nhớ kỹ nghe Đã là niệm Phật Thì Phật tiếp dẫn Niệm danh hiệu ta, ta tiếp dẫn Nhớ cái câu này Nên quý vị phải biết cái nào trước và cái nào sao cái trước đó là dụng công niệm phật giống như ăn cơm ăn cơm là chính ăn cơm là chính canh đồ ăn là phụ bị nhớ kỹ nha nó kết hợp lại để làm cho cái buổi ăn phong phú thôi nhưng quý vị biết trong đó cái gì là chính quý vị phải nhớ cái câu đi ăn gọi là ăn cơm chứ không có nói ai nói là ăn canh hay là ăn rau hay là ăn trái cây không có mà quý vị phải nhớ những buổi ăn quý vị nói là ăn cơm. Chúng ta vẫn phải chấp nhận điều ăn cơm là chính. Như vậy thì niệm Phật giảng sanh niệm Phật giảng sanh là chính. Như vậy hộ niệm là gì? Là phụ. Chứ hộ. Chứ hộ là gì? Hộ là phụ. Có nghĩa là hộ là cành lá để trang trí cho cái gốc và thân. Cái này quý vị phải 100% phải nhận thức. Phải nhớ kỹ rằng là niệm Phật tốt, hộ niệm đều tốt hết. Gốc cây và thân cây và cành cây đều là tốt hết. Nó đều là một thể thôi là tốt. Nhưng quý vị quý vị phải biết cái nào là gốc cây và cái nào là thân cây và cái nào là cành cây quý vị phải biết. Cái này là 100% quý vị phải hãy ngồi thiết là suy nghĩ cho kỹ nghe. Phan hãy phân tách cái chuyện thương ghét ai trong đây. Mà hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ cho thật kỹ để con đường của mình đi chuẩn xác. Thật sự mà nói những đức cũng không thể nào mù quáng được Để dẫn dắt vị sai lầm Con người thì ai cũng có những lúc dấp ngã Nhưng những đức cũng không thể nào mù quáng Để niệm Phật cả đời uổng công vô ích được Mà những đức phải nhận thức cực kỳ sâu sắc Người mà dám tin câu vật hiệu này Và chân thật một câu vật hiệu này Dù là lúc đương thờ hay lúc Bị ảnh hưởng cái thờ của mình Những đức dẫn tin câu vật hiệu này Không đơn giản thế nhưng những đức không không đủ lòng tin Đối với câu vật hiệu này thì lúc những đức đương thời, những đức sẽ thấy có vật hiệu thù thắng nhưng lỡ những lúc những đức bị chuyện gì xảy ra với mình những đức sẽ thấy có vật hiệu này có vấn đề thì đó là lòng tin những đức có vấn đề nhưng mọi vị thấy những đức bước ra ngoài những đức vẫn duy trì chuyên tu tịnh độ những đức từng nói một câu rằng tan nhà mất mạng cũng phải tin tịnh độ à. giao người ta có kề vào cổ mình người ta nói rằng không được niệm phật niệm ta cắt cổ mày mình nói ai di đà phật một câu ai với đà phật để quyết định chúng ta giảng sanh về cực lạc nên quý vị phải biết được là cái chính là chỗ nào chánh là nào chợ là nào quý vị đừng nên lấy chợ chánh nó lẫn lộn chánh là hàng ngày quý vị công nhận điều này không hàng ngày ăn cơm là chánh mà hàng ngày ăn cơm là chánh ba buổi cơm là chánh buổi tối đối bụng là phụ buổi tối đói bụng là phụ có những đêm chúng ta đói bụng chúng ta không ăn chúng ta vẫn đi ngủ được nhưng ba buổi cơm không ăn chúng ta sẽ không chịu nổi vì cuộc đời chúng ta là nhờ ba buổi cơm mà nuôi sống chính mình nên quý vị phải biết niệm phật là chánh hộ niệm là phụ hộ niệm là điều tốt phát triển hộ niệm là điều tốt nhưng đừng bao giờ đưa hộ niệm làm chánh vì nếu đưa hộ niệm làm chánh Con người ta sẽ chờ lúc hộ niệm để quyết định giáng sanh Mà thương ngày Người ta không quân tập tính nguyện niệm Phật Thì khi cuối đời hộ niệm thì không được Không thể nào lấy cái cành cây Mà đi làm gốc cây Hãy lấy gốc cây để phát triển cành cây Quý vị nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ những đức điều nói nó là tốt. Nhưng đừng bao giờ lập luận cái mà mình đưa ra nó là chính. Chỉ cần cái đó mình đưa ra mình nói nó là quan trọng nhất quý vị phải nghĩ cho chúng sanh một trăm quý vị nếu như hàng ngày quý vị không có một phương pháp tu không quân tập tu mà ngồi đó để mà ngồi mỗi ngày lý luận không thì quý vị sẽ trở ngại khi cuối cuộc đời không thể nào một kỹ sư mà mỗi ngày cứ là cứ ngồi đó tính toán mà không ra sản phẩm thì cũng chết cái đưa sản phẩm là cái cực kỳ quan trọng tính toán là có rồi nhưng tính toán xong phải đưa ra sản phẩm để cho người ta tiêu dùng thì chúng ta mới là đạt được một cái khả năng mà thành công sự nghiệp nên niệm phật là chính quý vị phải nhớ câu này niệm phật là chính hàng ngày có cách tu là chính còn khi cuối cuộc đời là duyên của mình được hộ niệm là hỗ trợ chúng ta giống như chúng ta đi lên một cái ngọn núi rất là cao đi rất là mệt đi giữa đường rất mệt và khát nước có người tặng cho mình một ly nước cho mình uống đó là hỗ trợ mình để đi lên tới trên chót núi cao Hộ niệm là người ta tặng cho mình một ly nước Khi lúc mình mệt nhất Nếu như quý vị không có khả năng Để quyết định đi lên núi Thì dù có cho 100 ly nước Quý vị cũng hoàn toàn thất bại Nên mỗi ngày quân tập công phu niệm Phật Là cái rất quan trọng Nên bây giờ chúng ta dụng công tu Xong mình chia sẻ những điều này Rất là xác thực, rất là chính xác Không phải những đức quý vị Mỗi ngày ngồi bàn hoài Không bàn được Vì nếu bàn hoài thì không dụng công tu nó thành ra ngồi bàn xuống rồi phải bàn viết rồi bây giờ quá nhiều cái thắc mắc cái gì cũng thắc mắc thắc mắc mà chúng sanh thì nó quá loạn tâm nó càng thắc mắc mình càng giải thích mình giải thích viết rồi nó thành một cái địa điểm để chúng ta mỗi ngày bàn đến khi cặn tứ nghiệp thì nó là hộ niệm giảng sanh quý vị nghĩ suy nghĩ kỹ đi chị hằng hay ngồi suy nghĩ thiết là kỹ trong cuộc đời những đức những đức ta thấy những ca niệm phật giảng sanh cực kỳ thù thắng như bà cụ sáu là bà biết trước ngày giờ mấy tháng chính những đức là người xác thực thấy rõ ràng luôn khi bà cặn tư nghiệp là không cần hộ niệm bà ra đi cực kỳ thù thắng thêm bé 11 tuổi bé đó không biết một cái gì chỉ có quyết tâm niệm phật cầu sanh cực lạc ra đi cực kỳ thù thắng khi hơ thở cuối cùng đó là cháo niệm của Phật hiệu và rất tỉnh táo vô còn dặn mẹ nói với mẹ vài câu rồi bé ra đi cực kỳ thù thắng còn người thứ ba là cái cô hoa sen Nở từ miệng ra Ra đi Đặc biệt đều là những người không biết gì Lão thật niệm Phật Đây là điều nhà thức sắc thực thấy rất rõ ràng Ở Trong cuộc đời nhà đức nuôi nhiều người già Thấy những người già ra đi Cực kỳ thù thắng Chỉ có lão thật niệm Phật họ không biết gì Bởi vì coi lịch sử đi Đa vần như dương đầu ngốc Vương cư sĩ Rất nhiều người đều là không biết gì cả không biết chữ hoặc nhiều giảng sanh cực kỳ thù thắng và từ xưa tới nay chư tổ sư đều lấy tính nguyện niệm phật làm chính chưa ai lấy hộ niệm làm chính cả không thể nào lập vị được chư tổ sư là phật bồ tát thì hiện đến các ngài đã lấy tính nguyện làm chính và gây dựng cho chúng ta mãi về sau thì giống như ba buổi cơm chúng ta ăn là chính hộ niệm điều tốt rất tốt cho chúng sanh trong thờ mạt pháp này nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ khi cuối cuộc đời nếu lấy đó đi hoàn toàn làm chính thì quý vị sẽ hoàn toàn thất bại và bỏ công phu hàng ngày bỏ công phu nên có những người tại sao họ nêu lên rằng mỗi tuần thầy nên cho thời gian để cho những người tu chung này hỏi thầy giải đáp những đức nói những đức nuôi bao nhiêu con người già ở trong chùa quá kinh nghiệm con người là loạn tâm quý vị nếu như ai là người đủ tính nguyện thì nhào vô mà lo niệm phật cái niệm giết rồi sở chi chứ và những cái thứ mà chúng ta thắc mắc kia nó đều xóa sổ hết mười mấy năm nay những đức niệm phật những đức không có một chút gì nghi đối với tịnh độ này cả không có chút nghi gì tịnh độ này cả bởi vì phải nhớ rằng pháp môn tịnh độ này là pháp môn ti đơn giản mà phi thường nhớ nghe ti đơn giản mà phi thường ti bình thường mà khó giải thích Nhớ kỹ câu này nghe Tuy đơn giản hoặc phi thường Tuy bình thường mà khó giải thích Ai giải thích cho vị nghe được Chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tục cùng Nên chư tổ sư ký bị là Hãy tính nguyện niệm Phật đi Chỉ cần tính nguyện niệm Phật Kiên cố tính nguyện là bạn dù Gặp sóng gió ba đào sự trở ngại gì Bạn vẫn bám chắc câu Phật hiệu Đây gọi là tính nguyện niệm Phật đó nên những điều như Đức chia sẻ đó đó cho những người hữu duyên chúng ta nghe hãy ngồi bình tĩnh mà suy nghĩ hãy ngồi bình tĩnh mà suy nghĩ đừng nên bị thao túng một số người gặp tịnh độ mà không có hành trì gặp tịnh độ mà không hành trì nói cho quý vị nghe đừng bao giờ quý vị nói người ta dấp ngã đó là người ta thất bại người ta vẫn tiếp tục can dụng công tu thì đó không phải là sự thất bại nếu như những đức bị dấp ngã mà những đức bỏ tu luôn thì đó mới là sự thất bại với đâu sự giáp ngã này của những đức những đức sẽ thành công về sau về tịnh độ càng sâu sắc hơn người sau lúc trước những đức chia sẻ một pháp vì thấy người ta nghe rất đông nhưng mà những đức lại không có thời gian dụng công niệm phật bây giờ phật bồ tát sắp xếp những đức hoàn toàn có thời gian bu xuống hết vạn duyên để dụng công niệm phật thì biết rằng bây giờ một số người cũng biết chỗ ở những đức này. nhưng mà những đức tin vào những người biết những đức đặc biệt lắm từ khi những đức cho họ đến họ mới đến nhưng Đức Chí nói đúng một câu Để cho tôi niệm Phật Đừng ai đến Là quan toàn chúng ta mỗi ngày gặp với nhau làm gì Để cùng niệm Phật Cái cầu sanh cực lạc Đây là cái nhà Đức rất tin tưởng Vào những người biết tính mình Họ không bao giờ làm phiền những Đức Từ khi những Đức nói Lỡ đây có công việc Thì họ đến Còn nếu như những Đức nói Cứ niệm Phật đi Đừng ai đến Thì tự nhiên sẽ lo niệm Phật Tôi có đồ ăn thức uống rồi khói cần gỡ cho tôi Tự nhiên mọi người ai cũng sẽ hiểu điều này cả. Nên quý vị biết rằng là mình theo Phật A Di Đà là chính. Như kỳ theo Phật A Di Đà là chính. Dù người dẫn mà đi tu họ có tu không tu đó là chuyện của họ. Có khi bản thân họ còn dính chồng, vợ con cái. Mà chúng ta dám tin vào họ, điều này quý vị, không biết tin vào ai nữa là chịu thua. Phải tin vào Phật A Di Đà. Một con người mà có công phu niệm Phật Không phải là nay đầu này mai đầu nọ Không phải là bữa nay thích người này đi theo Ngày mai không thích người này thì vĩ bác Không phải đâu quý vị Mà là quý vị phải xác thực chúng ta niệm Phật là đi theo ai Theo Phật A Di Đà Chúng ta không phải đi theo một người nào ở trong cuộc đời này cả Mà đi theo Phật A Di Đà làm chính Nhưng vì họ có cái cái ơn Cái công là đem tịnh độ Đem Phật Pháp giới thiệu cho mình Thì mình cảm ơn họ Chứ mình không phải là mù quán đi theo họ và chúng ta cũng là cùng đi theo Phật A Di Đà Để về thế giới cực lạc Chỗ này phải xác thực 100% Thì quý vị sẽ không mù quán Mê hoặc điên đạo Những đức hướng dẫn quý vị không phải để quý vị mê hoặc điên đạo Như những đức Mà những đức mong quý vị phải tỉnh táo sáng suốt Để chọn một cách tu Và chính quý vị phải biết mình như thế nào Để tu tập để được sanh cực lạc Chứ không phải những đức nói rằng Những đức sẽ giúp quý vị sanh cực lạc Không bao giờ những đức nói câu này Từ xưa tới nay những đức chưa bao giờ nói một câu này dù là ở trong chùa với các cụ già những đức cũng chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ giúp cho các cụ sanh cực lạc mà những đức nói rằng những đức chỉ đem cái pháp tu hướng dẫn các cụ tu các cụ là người niệm phật được phật ấy đà tiếp dẫn sanh cực lạc chứ không phải những đức là người giúp các cụ sanh cực lạc quý vị chỉ cần thấy một người nào nói cái câu tôi sẽ giúp quý vị sanh cực lạc đó gọi là mê hoặc điên đạo mê tín làm sao người ta giúp mình sanh cực lạc được Người ta chỉ là động viên mình Và giúp cho mình tăng thượng duyên Để mình niệm Phật Mình được sanh cực lạc thôi Điều này bị xác thực 100% là như vậy Hiểu không Chính bản thân của người Nói muốn giúp quý vị sanh cực lạc Bản thân họ còn chưa chắc kìa Rồi cuối cùng cuộc đời rồi chúng ta sẽ biết kìa Có những người hướng dẫn quý vị niệm Phật Mà cuối cuộc đời họ chết cực kỳ xấu Có những người người ta chỉ là được hướng dẫn niệm Phật Mà người ta lão thật niệm Phật Người ta lại ra đi cực kỳ tốt trong cuộc đời đi tu nhà đức đều thấy rõ ràng hết luôn có những bà già không biết một chữ quê mùa dốt nát nhưng ra đi cực kỳ thủ thắng có những vị tu có sức ảnh hưởng và có tiếng tâm được người mớp mớp lại nhưng chết cực kỳ sâu đây là những điều thấy qua hết luôn đó tỷ vị có thấy hay không những đức thấy hết trơn rồi đó nên lão thật niệm phật là việc rất quan trọng và đi theo phật a di đà là một điều chính xác chúng ta tu hành không có mê tin nhớ dạy chúng ta là gì tính nguyện niệm phật tin sâu nhân quả đem Phật pháp áp dụng cho cuộc sống của mình để làm sao mình rất sáng suốt và tỉnh táo đó là cái đặc biệt quý vị phải nhận thức được buổi nói chuyện ngày hôm nay rất quan trọng nhớ kỹ nghe quý vị cái trước cái sau phải cho rõ ràng để chúng ta tu tập chánh chợ phải phân minh đừng nên loạn trong chánh chợ nếu không quý vị sẽ mù quáng đó nhớ kỹ chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị ơi ai vậy đâu phật ai di đâu phật